Nếu nói Đà Lạt là vùng địa linh nhân kiệt thì cũng không sai. Nơi đây là một vùng đồi núi chập chùng, suối ngàn, thác bạc nên thơ, với những rừng thông thơm ngát hương nhựa thông xanh, với những mặt hồ lung linh soi bóng mây trời, với những kỳ hoa dị thảo nở khắp bốn mùa. Hơn nữa, nơi đây còn có một quân trường nổi tiếng, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đã đào tạo hun đúc không biết bao nhiêu là nhân tài cho đất nước. Những người sĩ quan chỉ huy, trí dũng song toàn, những người lính quả cảm, can trường và bất khuất, mà trong đó có một người mang tên Tôn Thất Trân. Thiếu tá Tôn Thất Trân sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi. Năm 1963, anh đã tình nguyện ghi tên vào học khóa 20 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam tại Đà Lạt, với khẩu hiệu anh chọn khi ra trường: nguyện hy sinh vì chính nghĩa quốc gia và bảo vệ danh dự quân đội. Vâng, anh đã thể hiện đúng với khẩu hiệu này. Anh đã sống và chết với khí phách của người anh hùng, chí khí của người trai võ bị sống trong thời chiến, mà trường mẹ Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đào tạo hun đúc với khẩu hiệu ban tra cho mỗi sinh viên của trường này: Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Với khẩu hiệu này, anh đã thi hành trọn vẹn. Khi ra trường, anh còn được dặn dò thêm, khích lệ thêm bằng những lời đầy khẳng khái: chúng tôi không cầu an lạc và dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Lúc mãn khóa, những người trai thời đại này đã rất mong mỏi để được xung vào những binh chủng đầy kiêu hùng của quân lực miền Nam. Anh đã chọn binh chủng Tiến quân lục chiến. Với binh chủng này, anh đã chiến đấu hết mình, thi tố trọn vẹn tài năng, tham dự rất nhiều trận chiến ác liệt trên khắp chiến trường Việt Nam. Anh đã đạt được nhiều chiến công hiển hách. Trước khi quê hương nghiêng ngửa, lọt vào tay cộng sản, anh nhất quyết không tuân lệnh của hàng tướng Dương Văn Minh, nhất định không chịu buông súng quy hàng Việt Cộng, trước sau vẫn mang quyết tâm chiến đấu tới cùng. Nhưng khi đã lâm vào cảnh đường cùng, anh vẫn khẳng khái không chấp nhận mình bị thua cuộc. Anh chỉ bàn giao theo lệnh trên khi hoàn toàn bị cô lập. Rồi anh đấu khẩu, tranh luận mạt sát với bọn cộng sản. Anh nhất quyết biểu lộ chí khí kiêu hùng của mình trước mặt quân địch và không hề khiếp sợ. Cuối cùng, vì bản chất khí khái cộng với những chiến công lẫy lừng trước đây, nên bọn Việt Cộng trong lúc thắng thế đã rất căm thù và quyết định sát hại một mình anh trong đám lao sậy tại Bình Chánh, Long An. Cấp chết để cha, người hùng chết để tiếng. Anh đã để lại cho những chiến binh bị bắt cùng anh sự cảm phục, ngưỡng mộ, tôn vinh anh như một bậc anh hùng. Anh đã từng được ăn thưởng để ngũ đẳng bảo quốc quân chương kèm anh dũng bội tinh với Nhạc Chương Liễu trong nghị định tuyên dương thành tích chỉ huy tái chiếm cổ thành Quảng Trị, tiêu diệt trên 300 cọc quân cộng sản Bắc Việt. Lúc nào anh cũng mang bên mình một khẩu K-54 lấy được từ một cán bộ cao cấp của cộng sản Bắc Việt. Viết tới đây, tôi có nghĩ tới một sự trùng hợp giữa tôi và anh, một sự trùng hợp nho nhỏ. Tôi cũng xuất thân từ trường mẹ sao anh, ra trường với chiến công đầu đời là đã lấy được của Việt Cộng một hầm súng với nhiều vũ khí. Tôi có giữ lại một khẩu K-54 và một lưỡi lê AK làm kỷ niệm, và lúc nào cũng mang theo trên thắt lưng súng đạn. Lúc mới ra trường, về đơn vị, tôi còn rất ngỡ ngàng, chưa làm quen được với đơn vị và chiến trường. Trong một lần, tôi dẫn đại đội hành quân trực thân phận ở vùng núi Chợ Long An. Trên đường tiến quân vào xóm ấp, đi ngang qua một căn nhà lá nằm bên trong lũy tre xanh, một em trai khoảng 11-12 tuổi cứ thập thò chạy ra cổng, rồi lại chạy vào trong sân nhà. Khi đi qua nhà, thấy vậy, tôi vẫy em ra chào hỏi. Em ngó trước ngó sau với vẻ hồi hộp lo sợ, rồi em chỉ cho tôi một cái hầm chôn vũ khí bên rặng tre sau nhà em ở. Đào lên tịch thu được 16 khẩu súng đủ loại với đạn dược cùng tài liệu. Đó là chiến công đầu đời binh nghiệp của tôi. Em bé trai xin được cho về chợ lớn với bà ngoại để tránh hậu họa. Tôi đã làm theo đúng ước muốn của em. Nhưng hỡi ơi, khoảng 2 tháng sau, khi hành quân lại khu đó, tôi có hỏi thăm về em. Một điều làm tôi rất đau lòng, quân địch đã áp lực mẹ em phải mang em về lại cho chúng. Chúng trả thù em bằng cách giết chết em.
trở lại với những thành tích chiến đấu của thiếu tá Tôn Thất Trân. Anh không hề khiếp sợ trước kẻ thù, không như chúng tôi còn sợ chết, còn nặng nợ gia đình. Anh cũng có gia đình, anh yêu thương vợ con anh nhiều lắm chứ. Nhưng đối diện với địch quân, anh vẫn hiên ngang thể hiện cái dũng của một cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã lựa chọn cái chết của một anh hùng. Anh đã biết trước với thái độ chống đối, lời nói bị bán bỏ giặc, anh sẽ bị chúng trả thù. Anh đã can đảm sĩ vả tên chỉ huy, thượng tá tư lệnh sư đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt Lê Văn Dậu. Tên này bị mất mặt, quá căm tức, nên cùng tên cận vệ mang một mình anh ra bờ trạch ở Bình Chánh để thủ tiêu. Trước khi bị chúng bắn, thiếu tá Trân đã dùng chân đá tên sư đoàn trưởng té lăn dưới chân anh, vì thế tên này đã bắn anh ngay lập tức. Máu anh đã phun vào người hắn, máu của người chiến sĩ hiên ngang bất khuất. Anh đã dạy cho tên này một bài học lớn trong cuộc đời hắn, đó là gương kiêu hùng của người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam ghi danh anh, chúng tôi quân nhân các cấp hậu nghĩa kính phục anh, một người trai thế hệ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Không cứu được quê hương lúc nguy biển, anh đã hy sinh mạng sống để nói lên tấm lòng tận trung bảo quốc của mình. Anh Trân, anh thà chết vinh hơn sống nhục, riêng phần chúng tôi phải sống trong ngậm đắng nuốt cay phần đời còn lại, trong niềm đau mất nước về tay bọn địch quân. Sự can trường bất khuất của cố thiếu tá Tôn Thất Trân làm tôi lại nhớ đến biết bao câu chuyện tôi đã được đọc, được nghe với những sĩ quan, những người lính của một quân lực kiêu hùng như Ngũ Hổ tướng quân của quân lực miền Nam. Các vị tướng tiết táo đó gồm cố thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, cố thiếu tướng Phạm Văn Phú, cố chuẩn tướng Lê Văn Hưng, cố chuẩn tướng Trần Văn Hai, cố chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ đã tưởng tuyết theo tinh thần Phan Thanh Giản, thanh mất tưởng tuyết theo thanh để không lọt vào tay giặc. Ngoài ra còn biết bao nhiêu những anh hùng vô danh khác, thuộc đủ mọi quân binh chủng, mọi cấp bậc, từ những người lính đến những người sĩ quan, giống như anh Tôn Thất Trân. Các vị ấy cũng đã từng anh dũng chiến đấu, đã từng hiên ngang không chịu khuất phục đầu hàng quân giặc.